đã chuẩn bị hành trang gì cho tạp chí hôm đó? Kể từ bây giờ, việc ở tòa soạn này cứ giao cho tôi. Cô đang gọi cái gì trên đầu vậy? Đây là tóc thiệt của em á. Em bị bẩm sinh từ bé cho đến lớn. Trời ơi, tóc mày bị cái gì vậy? Sao cô dám đâm vào đầu cụ? Cô còn đứng đó hả? Ra ngoài!